Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Buổi sáng hôm nay thì thưa với quý vị, Long sẽ gửi đến cho quý vị một bản tin vô cùng đặc biệt. Bản tin này chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề mà lương lẹo của nàn ý nha quý vị. Tại vì sao mà Long phải nói như thế? Tại vì cái con này thì nó lắm chiêu nhiều trò và nó đã dẫn dắt cộng đồng mạng suốt hơn một năm mấy trời, nhưng bây giờ nó đã bị thất thủ và thậm chí nó đã chuẩn bị chui vào lòng đất, nhưng mà nó vẫn cố gắng vẫn gắn gượng để mà coi như rằng là lèo lái lương lẹo nữa. Thưa với quý vị là như thế. Thì buổi sáng hôm nay Long xin bằng phép đại gia đình mình có nghĩa rằng là Long sẽ đưa ra ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, thì thưa với quý vị á, là đánh tráo dư luận bằng đưa ra cái vụ đi kiện. Đó là nội dung đầu tiên. Nội dung thứ hai nữa đó, nội dung thứ hai nữa, đã đi kiện thì tất nhiên phải đầy đủ các yếu tố. Và nội dung thứ ba là nội dung đi kiện để làm gì? Đi kiện thì tất nhiên là phải xô lên cho người ta biết, đúng không? Thì nàng ấy đã xô lên rồi, đã xô lên những cái đơn đi kiện, những danh sách những người nào dính trong cái đơn đi kiện đó là đã xô lên rồi, và đã có gửi cái giấy, cái tờ mà khuyến cáo đến cho thám tử Cao rồi. Thì bây giờ Long xin bằng phép đại gia đình chúng ta, Long sẽ đi vào từng cái nội dung ha. Cái nội dung mà đánh tráo dư luận bằng cái hình thức đi kiện thì ở đây thưa với quý vị, mình phải nói rõ là từ trước tới nay thì quý vị biết rồi, cái căn nhà kè số 4 này và những con người này được cái như tất cả các anh em YouTube cũng giống như các cái như rằng là cộng đồng mạng, các cô chú ông bà anh chị em rất là yêu thương, đã ủng hộ rất là nhiều và cái lượng fan ủng hộ rất là lớn. Tại vì đó Long phải khẳng định một câu là chẳng qua là yêu thương cố nghệ sĩ nên mới dành cái tình yêu thương cho những con người này. Tại vì lúc đó người ta cho rằng là con ruột thử ADN con ruột, nên cuối cùng người ta mới thấy vậy, người ta đổ xô vào cái tình thương ở đây. Nhưng không ngờ bị bọn chúng lừa một thời gian dài như vậy. Đến bây giờ người ta đã hiểu rõ ra vấn đề và nguyên nhân rồi thì tất nhiên họ đã quay lưng. Mà quay lưng rồi đó thì thưa với quý vị, bây giờ nó không biết làm sao để nó níu kéo khán giả. Vì bốn cái shop hàng bán rất là ế quý vị, nên bây giờ mới đánh tráo dư luận bằng cái hình thức gọi là đi kiện. Đi kiện để cho nó lắng xuống, nó lắng xuống cái chuyện mà ADN. Nó lắng xuống cái vụ ADN. Vì vụ ADN 2-3 ngày nay là rất là sôi nổi, rất là sôi động trên mạng xã hội. Thì cái vụ ADN này nó lòi cái mặt chuột ra nhiều người, và thậm chí là biết là những cái con người này nó dùng chiêu trò như thế. Thì bây giờ nó mới đẩy qua, nó đánh tráo dư luận qua cái vụ mà đi kiện để chi? Để cho nó lắng xuống cái vụ ADN. Thì ở đây tụi này nó khôn lắm, nhưng mà nó thật quý vị khôn cái gì? Tụi nó là nguyên một cái tập đoàn mỏ hổn và lương lẹo, thành ra là nó chỉ có tính bày mưu tính kế cái chuyện lương lẹo thôi. Đó, thì thưa với quý vị, ngay từ bây giờ cái câu chuyện mà đi kiện này thì nó không có giá trị, những cái lời khuyến cáo cũng không có giá trị. Tôi biết chắc là những người nào luật sư Facebook đã chấp bút cho nó cái vụ mà cái lời khuyến cáo, chứ không chả có ai hết trơn. Rồi thì đó là cái câu chuyện mà buổi sáng hôm nay Long chia sẻ đầu tiên ha. Nhưng mà rồi tiếp tục cái nội dung thứ hai là đi kiện á, thì mình phải phân tích rõ đi kiện tại sao không để cái địa chỉ của người đứng kiện mà lại để là người khác. Thì cái con ôm cái sắt này nó đi kiện, tại sao nó không để cái địa chỉ của nó đi đứng tên đi kiện, thì mình phải để cái địa chỉ của mình ở đâu, quốc tịch mình hay là hộ khẩu mình ở đâu. Ở Việt Nam thì phải có cái hộ khẩu, ở có số nhà, có địa chỉ ở đâu.
để mình đi kiện chứ, con đằng này trong khi không có cái địa chỉ. Như vậy rõ ràng là cái thân phận con này là bèo dạt mây trôi nè, lang thang đầu đường xó chợ nè, chứ nó hoàn toàn nó không có nhà có cửa nè. Thành ra nó không xô được cái địa chỉ của nó, nó phải lấy địa chỉ của cái con nuôi, đúng không? Nó lấy địa chỉ của đứa con nuôi chứ hoàn toàn nó đâu có tên, nó có tuổi gì đâu, nó đâu có hộ khẩu hộ tịch gì đâu. Con này nó sống coi như là lăng bạc đầu đường xó chợ mà bèo giặt mây trôi, làm gì có địa chỉ đâu mà đứng đơn. Thành ra đừng có bao giờ mơ hồ là nói đi kiện ai nha. Mình đi kiện ai thì mình phải có cái quyền công dân, mình phải có cái cơ sở mình mới kiện được. Thứ nhất là có cơ sở người ta họ làm cái gì mình, họ phạm pháp hay họ sai với mình cái điều gì. Thứ hai nữa mà mình đi kiện thì hoàn toàn thì mình phải nhờ những cái luật sư nào mà họ hiểu về cái vấn đề đó. Chứ không thể là dân sự mà qua hình sự nha. Thành ra là không có làm được đâu. Rồi thậm chí khi mình làm thì phải có cái địa chỉ của mình họ hẳn hoi. Khi cơ quan nhà nước người ta làm việc họ phải liên quan đến cái địa chỉ mình, rồi số điện thoại mình, rồi mình ở cố định ở đâu, làm việc ở đâu chứ. Mình phải ghi rõ chứ. Để cho cơ quan khi mà người ta cần họ triệu tập mình tới. Đúng không? Đằng này không có. Rồi, thì bây giờ hai cái vấn đề trên mà Long mới vừa chia sẻ thì quý vị đã hiểu được cái nguyên nhân của nó như thế nào rồi, đúng không? Thì bây giờ mình đừng có bao giờ tin cái con này nữa. Nó chẳng qua nó lèo lái dư luận thôi. Nó đánh tráo dư luận thôi. Để nó cố tình nó kéo, lôi kéo cộng đồng mạng để bán hàng. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ bốn cái shop nó ế giống như cái chợ 30 Tết. Không còn cái gì nữa đâu mà để bán. Và chẳng có ai tin cái con này. Con này nó mở miệng ra càng. Như đêm hôm qua thưa quý vị, nó like gần 4 tiếng đồng hồ. Nó like tắt. Tại vì nó bây giờ nó giống như là nó bị tinh thần nó bị bắn loạn. Nó bị bắn loạn rồi, thành ra nó không còn cái tâm thế nào mà để mà nó bình tĩnh được hết trơn á. Nó bắn loạn rồi, từ nước trong nước ngoài, từ bạn bè người thân cho đến coi như là cộng đồng mạng đã lên án nó quá nhiều. Thì chính vì lẽ đó nó không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó like gì mà đêm hôm quý vị, nó thật quý vị, nó like từ cái lúc mà mới chiều tối là nó 18 giờ là nó like coi như đến 11 12 giờ đó, quý vị biết đó. Nó like liên khúc. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hôm nay có một điều lạ là nó like là khán giả vào chửi không còn cái gì. Khán giả vào chửi hỏi chứ mày thế này mày thế kia, bắt đầu nó trả lời những cái câu bình luận chửi đó là đủ hết thời gian rồi. Thành ra nó tức quá, nó càng like càng tức, càng like mà càng like người ta vào ta càng chửi. Đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải vạch trần nó ra. Chứ nhiều khi á mình không vạch trần ra thì nó nghĩ rằng là nó qua mặt được, đúng không? Nó cần ngạo mạn, nó cần cứ như sạo ngôn. Thì bây giờ cho nó biết như thế nào là lễ độ ha. Rồi đến cái bây giờ đến cái phần tiếp theo là cái phần đi kiện. Thì xô lên cái đơn đi kiện hay là cái đơn mà khuyến cáo gửi cho thám tử cao xô lên trên mạng. Rồi bây giờ là cái bà quả đen này bà nói rằng là bà có công bố một cái điều rất là trơ trẽn. Điều trơ trẽn mà tại sao bà không xô lên? Thì ở đây là cộng đồng mạng chính bản thân Long cũng cứ như bắt bài cái con quả đen này. Vừa tối hôm qua livestream nói rằng là con mốm nó được coi như rằng là báo tin cho cả nhà vui, những người yêu thương mốm là mốm không bị hủy giấy khai sinh. Quý vị nghe rõ không? Đó, không bị hủy giấy khai sinh. Cái cơ sở nào mà nói như thế này? Cơ sở nào? Tòa án có văn bản chưa? Có kết luận, có quyết định của tòa án hay viện kiểm sát chưa? Hay là của cơ quan an ninh điều tra chưa mà dám tuyên bố như thế? Nếu chưa có thì không bao giờ dám tuyên bố. Mà đã tuyên bố thì phải có. Mà có tại sao không xô lên? Cũng giống như cái đơn khuyến cáo đó, thì đưa lên chuẩn bị đi kiện thám tử cao Nguyễn Đức Long đó thì xô lên. Mà tại sao là cái vụ mà tòa hủy, cái vụ mà không bác bỏ, không hủy khai sanh, tại sao không đưa cái đó lên? Cơ sở nào, cơ quan pháp luật nào mà đồng ý không chịu hủy, không hủy cái khai sanh?
Nếu không quyển cái xanh phải có văn bản, có cái kết luận của bên tòa án hay bên cơ quan nên điều tra hay là bên viện kiểm soát là giữ nguyên, không có quỹ cái xanh. Thì phải có cái đó, tại sao không show lên cho cộng đồng mạng biết? Bởi vì là xạo, cái con này là xạo, quá xạo, quá dốc. Thưa với quý vị, không thể chấp nhận được cái con xạo như thế này đó. Mà trong khi cái đơn khuyến cáo là show lên, đưa lên cho khi livestream, đưa lên cho cộng đồng mạng biết, mày làm cái đó là nó giống như con nít, đúng là cái con đầu trộm đuôi cướp, chả có cái gì gọi là danh dự cả. Mày nói mà chẳng có bao giờ mình nói cho nó một câu nói cho nó đàng hoàng. Tao thấy từ xưa đến giờ là nói toàn là nó xạo nó dốc. Bởi có người xạo dốc cũng vừa thôi chứ xạo dốc gì mà đến nỗi mà giống như binh âm binh vậy. Ai mà chịu nổi, không có ai mà chấp nhận được cái xạo của mày. Tại sao cái vụ mà khuyến cáo, cái tờ giấy mà gửi tới cho thám tử cao á, mà khuyến cáo đó thì mày lại xô lên, mà cái vụ mà quỷ khai xanh hay là không quỷ khai xanh là cái đó, cái quyết định đó ở đâu không xô lên cho bà con thấy? Dốc chưa từng có đó. Nó thật thưa quý vị, trên đời này tôi nói là cái con này nó xạo, nó dốc, nó láo, nó tét, trên đời này không ai mà bằng nó. Bởi vậy mới gọi rằng là cái thứ mà đầu đường xó chợ, đi lục, đi ăn trộm, ăn cướp của người ta chứ làm cái gì. Mình phải nói rằng là cái gì nó đúng thì mình hãy nên nói, không có thì đừng có dẫn dắt nữa. Tại vì á, cái bản mặt mình nó không có tốt đẹp gì, người ta chẳng có coi trọng mình là cái gì hết. Thành ra đừng có bao giờ mà làm những cái chuyện đó. Nói bây giờ người ta không nghe nữa, vì cái lời nói của mình không có giá trị, nó thua một đứa con nít. Dẫn dắt trời ơi, chỉ có những người u mê ấm chứng, những người mà cũng giống cái hạng người, cũng giống như mày, người ta mới tin mày, chứ còn ai tin mày nữa, đúng không quý vị? Không ai tin nữa hết. Nếu mà nói báo tin vui cho đại gia đình, cô chú ông bà mà yêu thương mớm á, thì để cho quý vị biết, cho ông bà biết, cho cô chú biết là cái giấy khai sinh của mớm là hoàn toàn không có bị quỷ. Không bị quỷ thì có chứng cứ không? Có cơ sở không? Có chứng cứ, có cơ sở thì số lên. Dẫn dắt. Nó thật với quý vị, nó chung quy lại là cái vụ ADN nó bị bể mặt, nó từ lưa ra không lý, nó cắm cái mặt nó xuống cái bãi phân trâu, thành ra là cuối cùng nó phải nói như vậy để chi, để cho nó gỡ gạc lại, nhưng mà không có thể qua mặt chúng tôi được nha. Nói cho biết như vậy, đừng có bao giờ mà xạo vừa thôi, xạo không có được đâu, xạo đến mức độ như vậy thì không được nha. Rồi, kính thưa quý vị, đến đây Long xin bằng phép chào cái mặt hàng này, đó là mật ong. Trên tay của Long là mật ong rừng nha, mật ong rừng. Đây là một chai một lít, thì nó thưa quý vị có giá là 550k, bao ship toàn quốc quý vị nha. Và mật ong này đảm bảo với quý vị là mật ong rừng nguyên chất, không pha không trộn. Nếu quý vị về sử dụng mà pha trộn, Long xin hoàn tiền 100% cho quý vị nha. Và có loại một chai nửa lít nữa, thì quý vị nếu quý vị xài, muốn có nhu cầu xài nửa lít hay là một lít hay bao nhiêu lít thì inbox cho Long nha. Và đây là mật dâu, thì thưa với quý vị đây là mật dâu nha, mật dâu rất là ngon, thành phần của nó là mật dâu, mật ong và đường phèn và chanh dây, bốn thứ này ngâm ủ ra thành mật dâu. Đồng thời thưa với quý vị, một hũ như vậy là 1 kg, và 1 kg có giá có 200k, bao ship toàn quốc luôn 200k. Và thưa với quý vị, trong 200k mà lại được một hũ dâu 1 kg như thế này, chúng ta bên mùa hè này chúng ta đập đá nhuyễn bỏ vào một ly uống nặng một miếng chanh hay miếng tắc vào, thưa quý vị rất là ngon luôn, rất là ngon. Và đồng thời uống mật dâu này sẽ cải thiện cái vấn đề đi tiểu buốt, tiểu rát, và luôn kể cả nếu quý vị có ai bị mất ngủ hay khó ngủ
thì chúng ta uống cái này cũng cải thiện rất là tốt nha quý vị. Vì có 200k, nó không có lớn, không phải là bậc trăm bậc triệu gì mà để mà Long quảng cáo cho quá nha. Đó, nếu quý vị ủng hộ Long thì nhớ inbox cho Long. Và đây là tôm khô, tôm khô loại 1 nha. Khô tôm này là tôm quảng canh, quý vị thấy con tôm to ớn không? Đó, rất là bự luôn. Và có giá của nó là 1,4 triệu một ký. Mua nửa ký cũng có luôn quý vị nha. Và đây là tôm lùi tẩm mật ong, rất là ngon. Và thưa quý vị, tôm lùi này có giá là 1,1 triệu một ký. Nửa ký cũng có luôn quý vị nha. Đây, một bịch này là nửa ký, quý vị muốn mua bao nhiêu cũng được ha. Cũng là tôm quảng canh nha quý vị. Tôm rất là ngon luôn đặc biệt. Còn đây là cá lóc khô, mà cá lóc khô sợi, từ những cắt từng sợi ra như thế này, rất là ngon luôn. Cá lóc này là có giá 460k trên một ký, và đồng thời nữa cũng mỗi bịch là 500g nửa ký đó quý vị. Nếu quý vị muốn mua bao nhiêu cũng được ha. Rồi đó là những cái sản phẩm mà Long hiện nay đang bán, thì với lại tôm chà bông nữa quý vị. Tôm chà bông một hũ như vậy là 330k. Tôm chà bông này ăn với cháo trắng, ăn với xôi, ăn với cái gì cũng ngon, thưa quý vị, rất là ngon luôn. Mà không có phẩm màu, không có chất bảo quản nghe. Hàng của Long bán là hoàn toàn không có phẩm màu, không có chất bảo quản. Và hàng của Long bán là ở ngoài thị trường, nó thật quý vị á, không phải là không có, có, nhưng mà cái tiêu chuẩn nó không lớn này. Ví dụ như tôm khô thì nó không có loại tôm như thế này, thưa quý vị, không bao giờ có. Và cá lóc sợi này á, thì thưa với quý vị, ví dụ như người ta thường á, tất cả các loại khô người ta làm sạch, người ta bỏ vô cái thùng muối để người ta ướp muối, xong rồi sau đó người ta họ đem ra họ phơi là gọi là khô. Còn ở đây thưa với quý vị, đây quý vị này, mở ra quý vị sẽ thấy ở trong này, thưa với quý vị rằng là khi cái quá trình mà sản xuất cá khô như thế này á, thì người ta họ sẽ nấu một nồi nước súp to, thật là to. Khi ta làm cá ra, người ta cắt sợi ra, ta mới khi xong đó mà ta mới bỏ vô trong cái nồi nước súp đó, người ta nấu một hồi cho nó chín và cho nó thấm vào luôn cái sợi con cá. Xong xuôi ta vớt ra ta mới đem để khô, ta đi sấy xong rồi ta mới đem đi phơi nữa. Thành ra cái khô này á, quý vị thấy nó khô cứng vậy, nhưng mà quý vị đem ra chiên ăn nó mềm, nó ngon, mà nó có cái nồi nước súp đó là tất nhiên người ta đã gia vị đầy đủ trong đó, không thiếu một cái gì, quý vị hiểu không? Thì cuối cùng là mình ăn rất là ngon, chứ không phải cá khô mà nó đem ra. Bây giờ thường xuyên cá khô bây giờ người ta làm sạch bất cứ loại khô nào vậy, ta đem ta bỏ trong cái thùng muối, rồi bắt đầu ta ướp đó thời gian và đem ra. Thậm chí có nhiều loại cá khô mặn lắm ăn không nổi. Còn ở đây thưa với quý vị, vừa vặn khỏi, quý vị không cần phải nêm nếm gì thêm đó. Rồi Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Long. Số điện thoại của Long sẽ ghim trên màn hình. Rồi quý vị nhớ ủng hộ Long nha. Long cảm ơn rất nhiều. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye.